cùng nghe chất âm của một bộ dàn trị giá khoảng tầm 38 triệu, rất là ok. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã thương đau. Ta mới tìm về lại lời chốn cũ, tìm chút dư ẩn một cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn. Nên trong trận cuộc mình chia hai lối, còn yêu kéo cũng chẳng để làm chi. Quyết xin giữ những gì bao là giấc mơ, để trong kiếp những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khúc hát, còn vang mãi. Để giờ đây hai ta phải cố đắp, mà sao không hẹn ta cứ cho nhau một ngày. Rồi thì em cũng có hát xong đúng không ạ? Ở đây thì em đang sử dụng bộ mic BF850, một trong những cái dòng mic rất là chuyên nghiệp, hát karaoke rất là hay, và đặc biệt là chúng ta làm sự kiện đám cưới sóng xa tầm 150-200m là bắt thoải mái luôn. Một trong dòng mic rất là cao cấp, ok chưa? Đây là đầu thu, ok chưa? Và đây là đầu thu của bộ mic BF850 đến từ thương hiệu LX Acoustic. Đấy, một combo rất là tuyệt vời. Ở đây thì em đang sử dụng một combo dàn karaoke đồng bộ anh em nhé. Đồng bộ LX Acoustic. Đồng bộ LX Acoustic, ok chưa? Nghe nó rất là đã tai. Đó. Ở riêng cái bộ mic này là em đã và đang bán với giá là 5.200.000 đồng. Đó, bao ship toàn quốc và sử dụng một con vang số rất là hay. Một con vang số LX8. Đấy. Con vang này thì setup khá là nhiều các chế độ karaoke. Đó. Để chọn các mode thì anh em sử dụng khiển anh em nhé. Sử dụng khiển. Ở đây thì em đang sử dụng cái mode 1. Cái mode 1 thì thường là cái mode thường là cái mode lịnh giọng như em hay setup, đó là cái mode lịnh giọng Echo Pha Reverb. À đây, 1 2 1 2 6 7 8 9. Tiếng mic nghe nó rất là mượt đúng không ạ? Rất là mượt đúng không ạ? Rất là phát. Em sẽ nhấn sang M2, nó sẽ là cái mode revert em nhé. Cái mode này dành để phát biểu này. 1 2 3 6 7 8 9. Nghe tiếng vật nó quá hay luôn. Các bác có thể mở to tiếng mic lên một chút để nghe và hát nó sẽ được nhẹ hơn. 5 7 8 9, ok chưa? Thì với con vang LX8 này đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Đó. Và cục đẩy LT4000 ở đây đang kết hợp với cục đẩy LT4000, công suất cho ra là 1000W một kênh. 1000W một kênh ở 8 ohm. Thì cục đẩy này nó chạy 72 xò LJVK. Tiếng rất là hay, tiếng khá là hay. Chạy 72 xò em nhé. Riêng cục đẩy này thì đang có giá là 8.700.000 đồng. Và con vang này có rất là nhiều các chế độ chuyển nhạc này. Cổng quang Bluetooth này, AUX1, AUX2 này, USB này, đầy đủ. Ok chưa? Tiếng khá là hay nhỉ. Đấy, có thể thấy một cấu hình rất là tuyệt vời đúng không ạ? Về phần loa thì chúng ta có một cặp loa Z10, cặp loa S12 em nhé. Cặp loa S12 bass 30 từ leo. Ok chưa? Chất âm rất là tuyệt vời. Cặp loa nhập khẩu. Với mẫu loa này về chúng ta có thể treo dọc, treo ngang, hoặc anh em để trên cái giá treo loa, kệ, tủ đều được. Rất là đa năng đúng không ạ? Cuối cùng là các bác có ngay một quả súp hơi bass 40 TVK 15S, súp hơi từ 220 côn 100,
đây cũng là đến từ thương hiệu lớn nhà con tích, hàng nhập khẩu rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy khăn này chúng ta biết là hàng quá là ok rồi đúng không ạ? Và đây là một cấu hình dàn karaoke ở chơi phòng từ 30m² cho đến 35m², một cặp loa S12 bát 30 từ leo, loa súp bát 40 TVK15S, dàn máy vang số LX8 mic BS850, đẩy 4 kênh LT4000. Ok, video em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.